Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị ở Kim Sơn đều có cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn và tạo sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Đồng chí Phan Minh Thuyết từng có thời gian trên 20 năm giữ cương vị bí thư chi bộ thôn Khánh Hải, xã Văn Hải, huyện Kim Sơn. Những thành quả mà ông Thuyết và đội ngũ cấp ủy chi bộ thôn đã làm được trong thời gian qua là đáng trân trọng. Từ một thôn nghèo với hầu hết người dân sản xuất thuần nông, chi bộ thôn đã lãnh đạo nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết lương giáo, chung sức chung lòng để tạo nên diện mạo nông thôn mới hôm nay. Tất cả đều bắt nguồn từ việc học và làm theo Bác để lo cho dân. Muốn tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện được cái chỉ thị 05 ấy thì bản thân mình phải học tập rồi nghiên cứu các văn bản của các cấp ủy Đảng và của Trung ương để làm sao mình áp dụng vào tình hình của địa phương để vận động quần chúng nhân dân để thực hiện. Và chúng tôi đã vận dụng, tức là thực hiện là nói đôi với làm và làm kết quả cụ thể, như các công việc dồn điền đổi thửa, chỉnh trang ruộng. Từ cái chỗ, tức là ruộng của các hộ manh mối nhiều mảnh, tổ chức, tức là dồn, là mỗi một hộ chỉ còn một mảnh. Và đường đồng, tức là rộng 3 mét. Đấy, và tiếp theo, tức là đấy, xây dựng nhà văn hóa, đấy, rồi làm đường bê tông. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã Văn Hải, huyện Kim Sơn đã chú trọng phát huy tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Yêu cầu mà cấp ủy Đảng ở đây đặt ra là các việc học và làm theo Bác phải cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và đều hướng đến mục tiêu chăm lo cho đời sống của nhân dân. Chính vì vậy mà những việc vốn rất khó như công tác dồn điền đổi thừa, xây dựng nhà văn hóa, làm đường giao thông nông thôn đều được triển khai thuận lợi. Nhờ những việc làm thiết thực và cụ thể, đến nay, xã Văn Hải đã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn dưới 2,5%. Chúng tôi xác định đây là những nhiệm vụ rất là quan trọng và mang tính thường xuyên để phát động xây dựng các cái mô hình, rồi là các cái phong trào, cái gương, tấm gương học theo Bác, để trong đó là xuất hiện nhiều cái tấm gương có nhiều cái việc làm rất là thiết thực và đáng nhân rộng. Tới đây thì Ban chấp hành Đảng bộ tiếp tục triển khai các cái việc làm, phát động các cái phong trào thi đua trong đảng bộ toàn dân. Với đặc thù của Văn Hải, chúng tôi là 84% người theo đạo Công giáo. Vì vậy, cái việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để học tập theo tấm gương của Bác, các cái phong trào phát triển kinh tế nhân ra diện rộng, xây dựng đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Trong quá trình thực hiện chỉ thị 05, huyện ủy Kim Sơn đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh ủy, kịp thời ban hành hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng triển khai nghiêm túc, hiệu quả, gắn với việc thực hiện chủ đề công tác hàng năm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Chuyển biến dễ nhận thấy là cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một nội dung quan trọng và là việc làm thường xuyên của công tác xây dựng đảng. Mỗi địa phương, đơn vị lại lựa chọn những khâu đột phá riêng để làm theo lời Bác. Đảng bộ xã Thượng Kiệm đã lựa chọn khâu đột phá, trúng và đúng với lòng dân. Trước hết là tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Khi ý đảng hợp với lòng dân, đã biến những diện tích thùng đào, thùng đấu, đất nông nghiệp cấy lúa kém hiệu quả trước đây trở thành những mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thì trong cái thời gian qua thì Đảng ủy chúng tôi đã tập trung chỉ đạo, nhất là về cái công tác tổ chức cán bộ, xây dựng đảng, công tác xây dựng đảng, và đặc biệt là chúng tôi quan tâm đến cái công tác phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cái chi bộ, các cái đơn vị để tiếp tục triển khai tổ chức phát triển kinh tế, nhất là các cái mô hình hiệu quả và nhân rộng ra trong toàn xã, đặc biệt là khai thác cái tiềm năng của địa phương ấy để tăng cái thu nhập cho người dân, và mục đích là sẽ giảm các cái hộ nghèo, hộ khó khăn ở địa phương,
và trong cái thời gian tiếp theo cũng như đại hội chúng tôi mới đặt ra thì là sẽ giảm cái hộ nghèo xuống 2/3 so với đầu nhiệm kỳ. Chúng tôi cố gắng trong cái thời gian tới sẽ tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt cái nội dung này. Để đưa chủ trương của cấp ủy Đảng vào trong thực tiễn đời sống cần phải có minh chứng cụ thể. Và chính những cán bộ đảng viên tại các chi bộ đã gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương này. Từ đó đã tạo sức thuyết phục và lan tỏa cho quần chúng nhân dân làm theo. Phát triển mô hình chăn nuôi ở quê hương vì diện tích có những cái diện tích đất có thể là không khai thác được trồng lúa kém hiệu quả. Và cũng mình cũng sẽ tận dụng những cái diện tích đấy để là triển khai cái mô hình chăn nuôi. Thì thứ nhất là đem lại cái hiệu quả kinh tế cao, tăng cái thu nhập cho bà con và phát triển được cái quê hương mình là ngày càng đi lên từ cái ngành nông nghiệp. Thì tính tổng thu nhập thì một năm trừ chi phí cũng có thể là bỏ thêm được 500-600 triệu cho gia đình. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng nông nghiệp của xã trong những năm gần đây luôn đạt trên 11%. Nâng giá trị trên diện tích canh tác đạt gần 160 triệu đồng một hecta một năm. Đời sống người dân nâng lên là điểm tựa để dân tin và đi theo Đảng. Nhờ sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước chuyển đổi cơ cấu khi 33 chia ruộng đất cho người nông dân và năm 2013 thì dồn điền đổi thửa. Thì đơn vị xóm 8 chúng tôi là đơn vị cuối xã, xa nơi trung tâm, cho nên là cái đất 5% của toàn xã được dồn về đây. Cho nên tôi cũng động viên bà con như vậy là đấu thầu cái đất 5% của Ủy ban nhân dân xã và động viên bà con chuyển đổi cái mô hình rồi làm trang trại, nuôi gà, rồi nuôi đào ao, cây trên vườn thì trên đất thì cấy mít, cấy đinh đăng, dưới ao thì thả tôm, thả cá. Cán bộ và nhân dân xóm 8 tôi thì bà con người ta chuyển đổi cơ cấu thì cho với một cái thu nhập làm so với cây trồng lúa thì thu nhập là rất là cao. Đến nay, huyện Kim Sơn đã có 50 mô hình cách làm hay trong học tập và làm theo Bác ở tất cả các lĩnh vực. Các mô hình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn đã chọn việc nâng cao y đức, không ngừng học tập, nâng cao trình độ của đội ngũ y bác sĩ là điểm nhấn trong việc thực hiện chỉ thị 05 với nhiều giải pháp. Chúng tôi đã chỉ đạo các chi bộ, các khoa phòng thực hiện tốt cái lời dạy của Bác Hồ. Đấy là phục vụ bệnh nhân, nương y phải như từ mẫu, giảm cái sự phiền hà người bệnh. Nếu như trước đây thì khi mà chưa có chỉ thị 05 ấy, thì thi thoảng còn có những cái lời phàn nàn của người bệnh. Từ 4 năm nay thì gần như Bệnh viện Kim Sơn là không có một cái lời kêu ca phàn nàn của người bệnh. Đặc biệt là bệnh viện đi vào những cái khâu đột phá, ví dụ như triển khai các cái kỹ thuật mới. Thì bệnh viện triển khai hàng năm là có từ 2 đến 3 kỹ thuật mới. Từ việc thực hiện tốt y đức, nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ y bác sĩ, Bệnh viện Đa khoa Kim Sơn đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra về công tác khám chữa bệnh. Chính vì thế mà giờ đây, bệnh viện đã trở thành địa chỉ tin cậy trong công tác khám chữa bệnh của nhân dân địa phương. Mỗi ngành nghề thì có một cái khó khăn riêng ạ. Đối với ở chúng tôi thì dưới bệnh viện huyện thì cũng có gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như trang thiết bị cơ sở thiếu, chưa không để đầy đủ như tuyến trên. Tuy nhiên thì bệnh nhân vào có những cái trường hợp rất là phức tạp mà cũng không có đầy đủ trang bị thiết yếu để phục vụ cho bệnh nhân. Thì đôi khi gặp nhiều bệnh nhân có những cái thái độ mà không tốt thì họ gây ầm ĩ cho bọn tôi, nhưng với trách nhiệm của chúng tôi thì luôn luôn cố gắng để xử lý những tình huống đấy. Và gặp những ca bệnh khó thì chúng tôi đã cố gắng hết sức để cấp cứu bệnh nhân qua những cơn nguy kịch. Thực hiện chỉ thị 05 đang có sức lan tỏa mạnh mẽ ở Kim Sơn bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân như mong ước của Bác kính yêu.
Thưa quý vị và các bạn, phần cuối của chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay, chúng tôi xin trích giới thiệu một số nội dung chỉ thị số 43 ngày 8 tháng 4 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện tốt những nhiệm vụ: tăng cường sự chỉ đạo của Đảng, quản lý của nhà nước đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của nhân dân. Các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước gắn với thực hiện luật báo chí, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Củng cố xây dựng hệ thống tổ chức Hội Nhà báo Việt Nam, thống nhất chặt chẽ theo điều lệ hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực. Quan tâm hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của hội viên, của người làm báo. Có hình thức động viên khen thưởng xứng đáng kịp thời đối với các đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí, công tác hội, nhất là các tổ chức hội, hội viên trực tiếp hoạt động ở những lĩnh vực địa bàn có nhiều khó khăn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn.